nét độc đáo của tục làm bánh trôi ở Hát Môn gắn liền với lễ hội đền Hát Môn để du khách thập phương biết đến và giáo dục con cháu có trách nhiệm giữ gìn di sản văn hóa phi vật thể này. Thay cho lời giới thiệu, mời các quý vị hướng lên sân khấu để thưởng thức tiết mục tự biên tự diễn truyền thiết bánh trôi ở đền Hát Môn do Hội Người Cao Tuổi xã Hát Môn trình bày. Sau đây là bảng phân vai. Một, ông Nguyễn Đình Phú trong vai bố của liệt sĩ đóng vai cụ Mừng. Hai, bà Công Thị Minh trong vai bà Trúc, vợ của liệt sĩ Hồng, mẹ của chiến sĩ Tân đang công tác ngoài đảo. Ba, bà Nho Thị Thêu vai Xuân, người yêu của Tân. Câu chuyện xoay quanh việc gia đình ông Mừng chờ đón cô cháu dâu tương lai về dự tiệc làng mùng 6 tháng 3. Mở đầu trên sân khấu, ông Mừng xuất hiện và nhớ tới người vợ quá cố. Hello. Diễn biến như thế nào, mời các bạn theo dõi tiếp. Và xin các bạn một tràng vỗ tay để chia sẻ và cổ vũ cho người già chúng tôi. Bà nó ơi, thế là đã mấy chục năm rồi, đường xa gánh nặng, bà bỏ tôi một mình. Chống chèo lo việc mưu sinh, nuôi con khôn lớn trưởng thành bấy nay. Rồi thằng Hồng đi bộ đội chiến đấu ở mặt trận phía Nam và hy sinh không trở về. Thưa bà con, tôi thường nghĩ vinh quang nào mà chẳng có mất mát. Tôi rất tự hào với bà con làng xóm vì gia đình mình cũng đóng góp một phần nhỏ bé cho đất nước. Tôi nuôi thằng Tân, con thằng Hồng, cháu đức tôn của bà, nay đã khôn lớn, phát huy truyền thống của hai bà Trưng Vương, của cha anh, nó lại tình nguyện đi bộ đội và đóng quân ở đảo Trường Sa. Bà ơi, hôm nay thằng Tân nó điện về, nó sẽ đưa bạn gái về chơi dự hội làng và cũng là đồng thời báo tin vui với gia đình mình đấy. Chắc cả con bé này được cả người lẫn nết đây. Quái lạ, có từ bến xe biết đầu làng về đây có 500-600 mét mà sao bây giờ mẹ con nó vẫn chưa về nhỉ? Bố ơi, bố xe máy đây này.
Cháu chào ông ạ. Ông chào cháu. Thế thằng cháu Đức Tôn của ông đâu? Dạ cháu thưa ông, anh Tân cháu hôm nay bận đi công tác đột xuất ông ạ. Ông biết ngay mà. Cái thằng cháu của ông nó giống bố nó như Đúc ấy. Nó luôn đặt lý trí lên trên cảm xúc mà. Nhưng thôi được, cháu dâu tương lai của ông chỉ đại diện lần này thôi nhé. Dạ vâng ạ. Ông ơi, cháu vừa nghe thấy đài truyền thanh ở đâu mà hay thế à? Đài truyền thanh ở đền Hát Môn đấy. Tiệc làng mà hôm nay con về đấy. Dạ. Tiệc này lễ vật đặc trưng là bánh trôi con ạ. À. Dạ. Ông ơi, thế tại sao bánh trôi lại là lễ vật đặc trưng ở tiệc này? Ông và mẹ kể cho con nghe với à. Con này, chuyện xưa kể rằng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi được 2 năm. Nhà Hán sai Mã Viện đem 2 vạn quân sang xâm lược nước ta một lần nữa. Sau 1 năm chiến đấu dũng cảm, vì thế lực yếu, nghĩa quân của Hai Bà phải rút về bãi Trường Sa bên dòng sông Hát, nơi còn vang lên lanh lảnh lời truyền hịch năm xưa. Trước khi Tuấn Tiết gửi mình trên dòng sông Hát, Hai Bà vào một quán nhỏ ăn bánh trôi và muốn ngự. Đĩa bánh trôi ấm tình người giàu dãi, quả muống xanh mát dạ đấng anh hùng. Hôm đó là ngày 6 tháng 3 năm 43 sau Công Nguyên con ạ. À. Dạ vâng ạ. À. À, này cháu này. Dạ. Mẹ cháu vừa kể, cháu được nghe. Từ kể từ đó đến nay, từ thế hệ này qua thế hệ khác, cứ đến ngày giỗ Hai Bà mùng 6 tháng 3 là toàn dân làng đều làm bánh trôi để dâng lên Hai Bà với tấm lòng thành kính con. Dạ, thế à? Con này. Dạ. Bánh trôi ở Hát Môn là lễ vật đặc trưng, cho nên nó có nhiều điểm khác. Mẹ ơi mẹ, thế khác thế nào hả mẹ? Con biết không, tiệc làng mùng 6 tháng 3 bao giờ cũng khai hội từ chiều mùng 4. Dân làng chọn một gia đình phong quy nề nếp, không tang trở gọi là chủ chứa để làm bánh trôi. Chiều mùng 4, chủ tế làm lễ xin phép Hai Bà rước quan giám trai về nhà chủ chứa. 10 cụ trong ban tu lễ truyền dụng cụ và gạo nếp đến nhà chủ chứa làm vệ sinh sạch sẽ để chuẩn bị cho quy trình làm bánh trôi con đấy. Dạ vâng ạ. Ông ơi, thế ông cho cháu hỏi, thế quy trình làm bánh trôi có khó lắm không hả ông? Quy trình làm bánh trôi để cúng Hai Bà không khó, nhưng cũng phải đúng quy trình và nề nếp. Thứ nhất, không thể thiếu được gạo nếp cái hoa vàng. Dạ vâng ạ. À. Được ngâm trong nước 15 đến 20 phút. Sau đó đem đãi sạch, cho vào cối đá giã, bỏ đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4 mới lấy bột làm bánh. Sau khi được bột, cho nước vào nhào nặn mịn, dẻo và lấy bột làm bánh. Khi làm bánh xong, chủ tế của làng đích thân kiểm tra và thả từng mẻ bánh vào nồi luộc. Khi bánh nổi lên là chín con ạ. À. Dạ thế ạ. À. Ông ơi ông, thế khi bánh trôi chín thì cách bày bánh thế nào ạ ông? Khi bánh trôi chín,
bày bánh. Ban tu lễ có trách nhiệm bày vào 17 bát của nhà đền. Mỗi bát được chứa từ 12 đến 13 viên. Bày xung quanh bát, ở giữa lõm để rót mật vào. Bánh cúng hai bà gọi là bánh chay con ạ. À, dạ thế ạ. Mẹ ơi, thế tại sao gọi là bánh chay hả mẹ? Con này, bánh chay cúng hai bà là bánh không cho nhân vật vào giữa, mà nhân vật được cộng với hoa hồi, quế chi, quả thảo, rang vàng tán nhỏ, đun lên có màu đặc sánh, trong nhổ phách chám lên mặt bánh gọi là bánh chay. Dạ vâng ạ. Ông ơi ông, ông cho cháu hỏi, thế đến khi nào thì mình được rước bánh về đền hai bà hả ông? Đúng sáng ngày mùng 6 tháng 3, toàn dân làng và ban tu lễ tập trung đầy đủ ở nhà chủ giữa, cờ quạt tàn lòng chuẩn bị đầy đủ để rước bánh về đền cúng hai bà chú ạ. Dạ vâng ạ. Xuân này, dạ, có một điều con cần biết. Khi con về làm dâu làng Hát Môn là con dâu của mẹ, người dân Hát Môn ở xa quê hay gần quê chỉ ăn bánh trôi khi bánh trôi được tế hai bà vào sáng mùng 6 đấy. Dạ, thế tại sao thế hả mẹ? Đúng rồi, ý thức tâm linh biểu hiện lòng thành kính của người dân Hát Môn đối với hai bà đấy. Dạ, con biết rồi ạ. Ông ơi, mẹ ơi, con cũng đã có lần xem trên mạng rồi, nhìn thấy hình ảnh rất bánh trôi của làng mình, toàn những nam thanh nữ tú, họ mặc rất đẹp, trên đầu đội mâm bánh, con thấy đoàn người đi rất là dài à. Đúng rồi con ạ. Bánh trôi bây giờ không chỉ là lễ vật đặc trưng, mà bánh trôi còn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bởi vậy, bánh trôi còn được làm ở 10 cụm dân cư, cứ đêm ngày mùng 6, đêm ngày mùng 5 rạng sáng mùng 6, ở 10 nhà văn hóa vang lên tiếng cười nói của các bà, các chị nhanh tay cho ra những mẻ bánh trôi ngon và đẹp, để sáng mùng 6 hòa cùng âm thanh, màu sắc, mang đậm nét lễ hội đền Hát Môn, rước bánh về đền đấy. Dạ. Con biết không, tục làm bánh trôi ở Hát Môn không biết có từ bao giờ, nhưng nó gắn liền với truyền thuyết hai bà Trưng, gắn liền với lễ hội đền Hát Môn, cũng như bao tiệc bánh trôi của các địa phương khác. Tiệc bánh trôi mùng 6 tháng 3 tại làng Hát Môn là sự ảnh xa và lịch sử những nghi lễ nông nghiệp cổ truyền như cầu mùa, cầu nước. Bởi vậy, đằng sau pho tượng hai bà Trưng anh hùng và lịch sử, vẫn thấy lung linh một nữ thần nông nghiệp. Mẹ ơi mẹ, hôm nay con mới được nghe mẹ kể về sự tích bánh trôi, hay lắm mẹ ạ. À, cháu này. Dạ. Mẹ chúc cháu cũng là nàng dâu. Thế ạ. Làm bánh khéo lắm đấy. Dạ vâng ạ. Cháu học tập mẹ cháu là càng tự hào cho bản sắc văn hóa của quê mình cháu. Dạ vâng ạ. Tết bánh trôi này vắng thằng Tân, Tết sau không được vắng nhé. Dạ vâng ạ. Cũng hai đứa bảo nhau nhanh chóng ra cũng phải làm lễ cưới, để ông sớm có đứa chắc là bé bồng và vui với hội người. Mẹ ơi. Kìa, chống làng đã nổi lên rồi. Để ông gọi đội văn nghệ của quê ta ra nhé. Các cháu đội
đội văn nghệ của quê ta đâu rồi? Dạ, có chúng cháu đây à. Các cháu trai làng, gái làng có mặt đông đủ cả chưa? Dạ, chúng cháu có mặt đông đủ cả rồi à. Hôm nay ngày tiệc làng sắp vào đến giờ rước bánh trôi, các cả cháu ra tuốt cả nào. Chúng cháu xin vâng à. Hôm nay ngày hồi ơi mà quê ta chưa xuân đàn là đàn giọt đi bóng bóng cờ hoa hoa rộn ràng à là giữa quê nước bánh trôi bánh trôi đời là lễ lễ của ta quê hân hoan, ta hát ta vui, ta vui.